Rồi, hello cô chú anh chị. Bữa nay ngày 21 tây tháng 10 hán trại bò Phong Ba Tri xin kính chào cô anh chị nha. Đó thì bữa nay trước mắt cô anh chị mình là một lô bữa nay bò rất là nhiều nha cô chú anh chị ha. Một lô bò là mẹ con chữa là bò tơ ha. Bữa nay là tất cả là bò mới hết nha cô anh chị, không có bò cũ nha, không có bò cũ nào hết nha. Thì ba ngày nay thì em không có lên clip cho cả nhà xem được là tại vì em dọn bò cô chú anh chị. Em không có quay một hai con lắc nhắc nữa ha. Em quay một lượt thiệt là nhiều vậy nè cả nhà. Cho cả nhà mình coi xem mà dễ chọn lựa ha. Bữa em quay nhiều cả nhà khoa thích á là. Với em dọn vậy nè, quay nhiều ha. Cho bữa nay rất là nhiều bò cho cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn của cô chú anh chị mình chọn lựa ha. Mẹ con tơ rồi chữa là ngé đủ thứ hết nha cả nhà. Anh chị nào coi nha, mình nhính đâu 15-20 phút rồi cả nhà mình xem hết clip nha. Ưng ý bò nào em sẽ alo em bò nãy hen, em sẽ báo giá báo mã số công khai cho cả nhà mình xem hết nha. Đó thì anh chị nhu cầu mua cái thì cứ theo dõi hen, coi mình biết cái bò gì hen, bò nào hen. Đó thì bò anh trại nói chung cái số lượng thì rất là nhiều cả nhà. Bữa nay thì em gom ba ngày nay nè được cho chục mười mấy con gì đó hen. Đó thì không làm lòng vòng mất thời gian của anh chị nữa. Anh chị nào có vô tình lướt qua kênh của anh chị cho em một like nha, một đăng ký nha. Anh chị nào chưa mua thì theo dõi cái mua, còn anh chị có mua rồi thì cứ cô anh chị cứ theo dõi mình tham khảo giá cả thị trường nha. Đó rồi hen, thì không có làm mất thời gian của anh chị nữa hen, vào nội dung chính hôm nay. Đây còn cái tơ đầu tiên cả nhà, cái tơ mã số 1 nha cô chú chị, chẳng là nó quằn à. Mã số 1 em đo là 1m23 bò ha, size nghiêm chỉnh cả nhà, chân cẳng móng rất là ngon ha. Đó, đây. Giá cả công khai cho cô anh chị mình luôn. Bò này tầm tháng tuổi là tầm 12 đến 15 tháng tuổi nha cả nhà. Cặp này luôn á, cặp số 1 thì số 2 nè ha. Giá cả nè, báo giá công khai cho cô anh chị mình là 1m23 bò, giá công khai cho cô anh chị 15.500 ha, bao xếp của anh chị tới nhà nha, 15 năm nha. Xem bà con. Đi. Lấy cây em chọt cho nó nhảy qua cái ô, làm như tắp vô cái máy này thôi. Đó, nè cả nhà thấy nè. Bò hắn em quay hai bên nè cả nhà mình coi nè, hắn đầu cổ chân cẳng móng nè rất là ngon hết cả nhà. Nãy giờ la nó quằn cái lầy. Nó quằn cái lầy đó cả nhà. Cái móng nó dơ. Đúng em sùng sình hắn đầu cổ nè cả nhà thấy nè hắn. Sai tích nghiêm chỉnh nha cô chú anh chị. Chân cẳng móng rất là thương. Cải đi chút tới quay thôi đuổi lên. Sai tích nè cả nhà thấy nè. Trời hót à, cái ông này hót thành là ông sợ ông nhảy qua đây đó. Đây hen đó rồi hen, thì em qua mã số 2 nha cô chú anh chị. Bò đông thành là em quay cũng nhanh cho cả nhà mình hen. Bò bên tại báo không ghi tật lỗi hen đó à. Con số 2 hen, đây xe đầu xe lưng này cô chú anh chị hen, chân cẳng móng nè, giò đứng im kìa nè, móng đứng móng sao nè. Con số 2 này em đo chiều cao 1m25 bò ha. Đó. Tháng tuổi thì nó cũng bằng con số 1 luôn cô chú chị ha. Đó. Thì giá cả cũng cực kỳ thương. 15.500 luôn, bao ship cho anh chị mình tới nhà luôn nha. Đó. Đây. Được quá. Bà con. Một cặp này rất là xứng cô chú chị ha. Cặp này 31 triệu rất là xứng cả nha. Nè. Nó rất là xứng bò. Đi. Đi. Đó, một cặp này rất là xứng nha. Sang bò cô chú chị. Tướng rất là sang đó. Đầu cổ chân cẳng móng rất là đẹp nha. Rồi hen, thì em qua mã con số 3 nha cô chú anh chị. Con số 3 sẽ đầu nè, sẽ lưng nè ha. Bò số 3 này bò chữa nha cô chú anh chị. Bò chữa nha. Con số 3 này em đo chiều cao 1m26 bò hen. Bò chữa tơ nha cả nhà. Chữa tơ đầu cổ hen, rất là đẹp nha. Bò tất cả con trại về anh sẽ làm dạm mới là lại hết. Lịch sử không, cả nhà thấy ha. Bò chữ tơ 1m26 bò ha, giá công khai để em quay chiều này em báo giá công khai cho cả nhà mình xem luôn. Chữa là tổng giờ chữa là 4 tháng của anh chị ha, bao chữa 100% cho con anh chị, bao chữa 100% cho cả nhà mình ha. Đó, thì bò chữa tơ này bán giá công khai cho anh chị mình mã số 3 nha. Là 21.500, 21.500 cả nhà. Ha, đó, đầu cổ chân cẳng móng rất là đẹp hết, nói chung thì tiền là có đấy nha cả nhà. Bò tơ VIP đàng hoàng ha. Bò anh trại thì bao cho cô anh chị thật lỗi hết nè, sái tích bò này gấp mình dáng tướng sang lắm cả nhà, đứng nè cả nhà coi móng nè, chân trước như sao như nhau ha, vú nè cả nhà coi vú từ rim ha. Đó đó,
nè. Rồi ha, con cái tơ em báo cả nhà mình rồi ha. Đó. Con thứ tư. Con thứ tư là con cũng con bò chở luôn nha cô chú anh chị ha. Sái nè, xe tích là nghiêm chỉnh nha. Con thứ tư này chiều cao em đo nó là 1m35 bò. Con bò này đang giữ con nha cả nhà, mới tách con nha. Mới tách con nhưng mà bò chữa nha cả nhà. Ốm vậy đó. Ốm vậy chứ chữa đó cơ cô chú anh chị ha. Nè, ốm, tàn, con bò này nói chung anh chị nào mua dỗ cũng được. Rồi á, mà mua nuôi cũng được, bao lò lú cho cả nhà mình hết nha. Đối với bộ anh Đại là có đẻ rồi là sẽ bao lò lú cho anh chị mình tầm trăm hết. Ốm nè, cả nhà dỗ cũng được nè. Rồi á, nuôi sinh sản cũng được. Nó đang có chữa luôn nha cả nhà, bao bầu 100% nha cô anh chị. Chữa tầm 3 tháng đến 4 tháng nha, bao khám nha. Đó, bò này giá cực kỳ yêu thương. Mã số 4, bò này bán giá công khai cô anh chị mình luôn 16 triệu 500 nha, 16 năm. Đó, 16 năm. Cả nhà coi nè, vú móm nó rất ngon, ăn vú đen thui nha. Nó đang nó rất là mát sữa, để con ngon lắm, ăn chân cẳng móng rất là ngon. Bò này thì bò này lên thì em nghĩ chắc cô chú chị chắc mua nhanh. Tàn có ha, 1m35 bò. Sái tích cũng rất là nghiêm chỉnh ha, chân cẳng móng rất là khéo. Rồi ha, thì con mã số 5 cô chú chị. Mã số 5 cũng là bò chữa hết nha, tất cả còn lại là bò chữa hết nha cô chú chị. Đó, sái đầu nè, sái lưng nè. Bò chữa này, con này là chữa lại lứa thứ hai nha cả nhà. Cái con vừa lồi cũng vậy luôn, chữa lứa lại lứa thứ hai nha. Điều có đẻ là một lứa hết rồi ha, vú mớm nè, cả nhà thấy nè ha. Chân cẳng móng nè. Đó. Con số 5 này ha, nó chiều cao là 1m3 bò cái gì? Sao qua con. Ê. Chiều cao 1m3 bò nha cô chú anh chị. Đó, bò này tàn dỗ cũng được hết cả nhà. Bò này giá bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn, báo luôn 16.500 luôn cả nhà, đồng giá những bò kia nha. Bò này 1m3, kia 1m35 nó hơi thấp hơn chút nha cô chú anh chị. Đó. Nè, chân cẳng móng nè ha. Bò này thì nói chung thì nói thiệt em là nói chung bán số lượng lớn, bán số lượng nhiều. Em báo giá sỉ cho cô anh chị mình hết, với báo giá chính xác hết chứ không có mà đòi để thách thoát gì hết ha. Đó, anh chị ưng ý nghiên cứu, ưng ý mà con nào cứ alo cho em ha. Rồi ha, con số 6 cô chú anh chị. Chào bà con. Con số 6 đây, mặt mày nè, đầu cổ nè. Con số 6 này cũng đang chữa lại lứa thứ hai luôn nha cô chú anh chị ha. Xe lưng nè, chân cẳng móng nè. Đó. Đó, chân cẳng móng rất là ngon nha. Xe qua con. Đi. À. Đi. Con số 6, đi. Con số 6 này chiều cao em đo nó là 1m35 bò nha cô chú anh chị. 1m35 nha. Đó, chân cẳng móng nè, cũng được tương đối. Ê. Đó. Cả nhà thấy nè, chân cẳng móng nè ha. Rất là khéo, cũng đẹp bò. À, đó. 1m35 bò, bò này bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn ha. Bò này chữa bò này chữa là bò này chữa 4 tháng cô anh chị ha. Đó, bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn. Mã số mấy quên rồi ta? Mã số 6. 1m35 bò bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn 20.500 ha. Đó, bao ship cho chị mình tới nhà. Ê. Rồi, qua con số 7 nha. Đây, con số 7 sái đầu, số 7 cả bò bếp cô chú anh chị. Bếp phim Việt chân cẳng móng nè. Đó. Bò số 7 này chữa lớn tháng nha cô chú anh chị. Bò số 7 này chữa 6 tháng rưỡi nha cả nhà. Thú y mò khám thai là mò con nữ rồi. Cả nhà coi lưng vai nè, một đống rồi. Đó, con số 7 nha con chị. Con số 7 là chiều cao 1m3 bò nha. Đó, cả nhà coi nè, bò tướng tá sang nè, lưng đít nè, chân cẳng nè, móng rúng nè ha. Thì con số 7 này tại bán giá công khai cho con chị mình luôn 23.500 ha. Tất cả những bò mà em báo chữa là em bao chữa cho cô chú anh chị mình 100% luôn nha, bao khám nha. Cứ về là trong vòng tuần lễ của anh chị khám xác nhận giùm em ha. Không chữa thì xe sẽ chở bò về hoàn tiền lại cô chú chị mình 100% nha. Đó, chân cẳng móng nè. Đó, cái chỗ này là lên xe nó tày cô chú chị ha, về bữa hai nó sẽ làm thôi, nó khô thôi. Da bò nó hiền lắm ha, bò này nó chữa công nhận lông da bóng dền cô chú chị. Cái quà nè, đối với con này là chữa lại lứa thứ hai luôn nha cô chú chị ha. Đối với bò bên trại mà có đẻ loại một lứa, hai lứa gì không biết, mà có đẻ là anh sẽ bao lò lú của anh chị mình trong vòng 3 tháng nha, kể từ ngày bắt nha.
đó. Còn chữa thì con nào em báo chữa thì em bao chữa của anh chị mình 100% ha, chứ không mà nói 99%. Rồi con số 8. Con số 8 này cũng là chữa luôn nha cô anh chị. Số 8 là sấy đầu nè, đó. Sấy lưng nè, bò số 8 cũng vếp nha cô chú anh chị ha, vếp đều đẹp nha. Càng về sâu nó càng vếp nha, đó chân cẳng móng nè. Bò bốn chân chuyện khú nè, đó. Vuông mâm rất là ngon. Thì nói chung là tiền nào có thấy nha cả nhà. Xe qua con. Đi. Đó con số 8 này em đo chiều cao 1m36 bò nha cô anh chị, chữa lại lứa thứ hai luôn nha, đó. À cả nhà thấy nè, chân cẳng móng nè ha. Thứ hai nha. Đó, 1m36 bò. Đó, 1m36 bò lựa chữa lứa thứ hai, bò này chữa thú y khám là chủ nhà nói là chữa là 5 tháng đến 6 tháng nha cô chú anh chị ha. Đầu gỗ nè cả nhà thấy không? Con bò hết thuốc không? Sang ghê không? Đó. Đây hen, thì con bò số 8 này chữa 1m36 hen, chữa hen. Bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn là 21.500. 21.500 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi con số 9. Con số 9 thì con bò VIP viền VIP luôn. Đây. Sấy đầu nè cả nhà. Bò này bò bu nha cô chú anh chị. Bò bu nha. Nè, chân thẳng móng nè. Đó. Súng yếm là rất là sùng sình. Đây con. Thì nói chung tiền nào của nấy nha cả nhà. Con số 9 này chiều cao nó là em đo 1m39. Ông này VIP, ông đưa vô hệ 9 không à. 1m39 là thằng tài hay gì đó ha. Số 9 đó. Tốt nha, 9 là tốt cực kỳ. Thì nói chung là tốt thì nó cũng phải tốt tiền cả nhà, nó VIP nha cả nhà. Tiền dữ lắm cô chú anh chị. Bò này một chiều cao 1m39, bò này chữa là 4 đến 5 tháng ha, bao chữa cho con chị mình 100% ha. Chữa lứa thứ hai luôn nha. Bò này bán giá công khai cho con chị mình luôn 28.500 ha. 28.500 nha cả nhà. Bao chữa 100%, bao lò lú cho con chị mình hết. Tất cả con bò chữa bên trại bò ấy là em sẽ bao chữa bao lò lú hết ha. Bên tại báo sao là vậy hết. Chữa là chữa, còn không chữa là không chữa nha. Mẹ con là mẹ con. Đó, thì nói chung tiền nào nấy. Giờ tới mấy con ngé nha cô chú anh chị ha. Mấy con ngé tơ nhỏ nè. Đó. Để em đổi nó ra đây. Mấy con ngé nó ít tiền cả nha. Ít tiền mấy triệu nè. Đó. Siêu mẫu nhảy là không. Đó. Siêu mẫu là không. Lại đứng đây nè. Rồi cho hỏi chạy vô. Tới luôn. Đó, đây. Em đầu tiên. Em đầu tiên em lạng nè, khoan rồi. Đây con đầu tiên của chú chị. Con đầu tiên. Đấy kìa. Con đầu tiên này là con này là chín tắc lưỡi cô chú anh chị ha. Con chín tắc lưỡi cái này ngé nha, em quay em báo mã số cho cả nhà ha. Con số 1 của con ngé nha, chín tắc lưỡi nha. Đó. Này mẹ con cùng lum đây mà thôi, em xé em bán thôi. Đó là có mua lẻ có. Chín tắc lưỡi này ha. Con này bán giá công khai cho anh chị mình 8 triệu nha. 8 triệu. Nè, chân cẳng móng nè. Sáng tới thì cả nhà khỏi phải chơi, khỏi bàn nha. Đó. Con số 1 nha, 8 triệu. Đó, thì thông dong dài bò, dài đòn. Bò này tháng tuổi tầm 5 đến 6 tháng tuổi nha cô chú anh chị ha. Đó, rồi được rồi, cho nó qua đi. Rồi, tiếp tục con nào đây? Tiếp tục là con thứ số 2 đi. Đây, con số 2 đi. Nó đi đâu ta? Thôi, để nó đi mà. Rồi con. Tiếp tục là con số 2 nha cô chú anh chị. Con số 2 con này chiều cao em đo là 1m05 bò nha. Sái tít nè cả nhà thấy nè. Con này khú mặt nha cả nhà. Nó cà chớn này, đứng im. Cà chớn này chạy nhảy cho hung cho ha. Chiều cao nó em đo là 1m05 bò ha. Tháng tuổi cũng tầm là 6 tháng tuổi đến 6 tháng lưỡi tuổi. Chân cẳng móng nè, đó. Đây, nè rúng cả nhà thấy cái rúng nè, lạch bạch ha. Đó. Thì bò này bán giá hay cô chú giùm luôn 9 triệu nha. Ê xin lỗi cả nhà. Ờ đúng rồi, 9 triệu, bao ship con chị mình 100%, bao ship con chị mình tới nhà nha. 9 triệu nha cô chú anh chị, ha, đó, chân cẳng móng nè, rúng yếm nè, sùng sình. Khú bò này dạng như, kêu bằng gì ta, khú mặt cả nhà, ha, đó. Khú mặt nha, đó nè. Qua wow, bọng cái đuôi bá lửa ha, là con số 2 nha cả nhà, khú mặt là con số 2 nha. Rồi, số 2 của bò nhỏ nha cả nhà. Đây, ông này bú nè, rồi con số 3. Con số 3 thì đang bú luôn. Con số 3 này là em đo chiều cao nó là 1m05 bò cả nhà.
mét lẻ năm bò đúng rồi. Thôi bà công đi, đi chỗ khác đi. Đi. 1 mét lẻ năm bò cô chú anh chị. Đi. Nè, đầu cổ nè, chân hàng nè, móng nè rất là đẹp hết nha. Đó. Lúng thì lạch bọt hơn cả nhà. Đó. Đó thì con số 3 này nè. Con số 3 này tạng bán giá công khai cho cô anh chị luôn. Khoan, từ từ. Con số 3 này tạng bán giá công khai cho cô anh chị luôn, 10 triệu nha cả nhà. Đó. Bò này tầm 7 đến 8 tháng bò nha. 7 đến 8 tháng nha. Đầu cổ chân cẳng móng nè, sải tích nè, cả nhà thấy ha, rất là ok. Nãy giờ là nó không dính lại dơ cả nhà, chân bò rất là đẹp nha. Rồi con số 4, con số 4 của ngá nhỏ cả nhà. Đây, em này VIP rồi nha. Em này lông da bóng kịnh luôn, bóng giỡn luôn. Là nó ăn quất banh cái mai của tôi luôn. Ha. Con số 4 của ngá nhỏ này, bò nhỏ này ha, thì con này là chiều cao em đo nó là 1m05 bò ha. Cả nhà thấy nè, đó, sùng sình tột phạt hết nha. Đó. Đây. Đây con mét, con này là 1m05 bò nha cả nhà. Tháng tuổi tầm cũng 6 đến 7 tháng tuổi nha cô chú anh chị. Nè, đầu cổ chân cẳng móng nè, rất là ngon nha. Đó. Sụt sình nha, đúng yếm chân cẳng kiểu mẫu mà. Nè, trái nè. Trái lưng nè. Đó. Đó. Hiện bò này trạng bán giá công khai cho cô anh chị mình luôn. 11 triệu nha cô chú anh chị. Đó. 11 triệu nha cả nhà. Đó. 11 triệu. 11 triệu là báo xếp anh chị mình tới nhà luôn ha, cả nhà coi kỹ nha. Đó, 11 triệu nha. Cấp mình lắc hay rất là lực cả nhà. Rồi con số mấy ta? Tới số mấy à? Số 1 2 3 con số 4 phải không? Rồi ha, cả nhà nhớ số giùm em nha. Em báo cả nhà mình nhớ em có báo số mấy cả nhà, nói số là giá tiền là em mới biết bò nha. Cho qua con. Đi. Đi ra. Đi ra. Rồi đây con số 4 con bò nhỏ cuối cùng cả cô chú anh chị. Xin lỗi cả nhà, con số 5 ha. Con này là con số 5 cô chú anh chị. Con số 5 này em đo chiều cao nó là 1m08 bò nha cô chú anh chị ha. Đó. Nè 1m08 bò, tháng tuổi từ 7 đến 8 tháng tuổi nha cô chú anh chị ha. Đó, con số 5 ha, giá cũng cực kỳ yêu thương cô chú anh chị mình luôn. Con số 5 này bán giá công khai cho cô anh chị 11 triệu 500 nha. Đó, 11 triệu 500 ha. Chân cẳng móng rất là đẹp nha. Nè, đầu cổ mặt này hàng khô à. Đó. Đây. Đó, xem ba con. Đây. Đó. 11 năm nha cả nhà, 11 năm sở hữu con bò cái tơ. Cái tơ 7 8 tháng nha cô chú anh chị ha. Rồi hen thì tổng hợp nhìn qua nhìn lại cái lô bò hôm nay thì em sẽ quay tổng hợp lại chi tiết cả nhà mình xem ha. Đó thì rồi em có báo số, mã số từ 1 cho đến 9 và bò nhỏ thì cho 1 cho đến 5 thì cô anh chị mình coi. Ưng ý bò nào thì mình liên hệ em bò nấy nha. Đó. Cái tơ mã số 1 nha cả nhà. 15 triệu 500, 1m23 bò. Con cái thứ hai mã số 2 là 1m25. 15 triệu 500 ha. Đó. Con số 3 là chữa tơ ha, 1m26. 21 triệu 500 nha. Đó. Con thứ tư là con cái tàn chữa nha cả nhà. Đó, 1m35. 16 triệu 500, bao chữa cho cô chú anh chị mình 100% hết nha. Đó, con số 5, 1m30, 16 triệu 500, bò chữa luôn nha nha. Rồi, con số 6 là 1m35, 1m35 ha, chữa luôn cô chú anh chị ha. Thì 20 triệu 500. Rồi, con số 6, con số 7, 1m30 nha cả nhà. Đó, viết chữa lớn tháng. 23 triệu 500 cả nhà. Đó. Rồi con số 8. 1m36 21 triệu 500 ha. Và con số 9 1m39 là 28 triệu 500. Rồi tất cả bò hiện tại bò nào mà em báo chữa là nó chữa 100% cả nhà mình xem hết cả nhà hết nha. Chứ trại không có nói trại là nói không với bò tật lỗi, nói không với bò không đàng hoàng ha. Đó. Thì anh chị cô chú gần xa ưng con nào thì liên hệ mình đấy. Đó, đối với bò hiện tại thì rõ ràng hết, có ba bán là có giấy tờ chứng từ bao cho cô anh chị mình hết nha. Đó. Đây. Bò chữa, nói chung chữa này kia nọ rất là đẹp hen. Thì rồi hen thì mấy con bò nhỏ thì em có đọc giá cả từ con rồi cả nhà coi ưng con nào thì cứ liên hệ em con nấy hen. Thì nói đáng thì
Rất mong và rất cảm ơn quý vị đã bỏ cực khổ bỏ thời nhiều thời gian theo dõi và ủng hộ em ha. Thì em cảm ơn quý vị rất nhiều. Đó thì em làm lên cái chương trình mua bán này thì nói chung em muốn tạo cái uy tín và cái tiếng tăm ngày càng xa hơn, chứ không có mà mua bán để lừa gạt gạt cả ai, hay là không có muốn mà bán cho mát lên ha, vài con bò rồi nghỉ. Em muốn là làm lâu dài và thương hiệu tiếng tăm em tạo dựng không là cả chục năm nay ha. Thì rất nhiều quý chị mình ưng ý con nào con chị cứ liên hệ em ha. Thì trả giá ship tới cho con chị mình hen, cả nhà cứ việc kiểm tra bò rồi đó, mình đo chiều cao, mình hạ chiều cao nếu mà có chiều cao ha, là cái gì mà bên trại báo mà không chính xác con chị cứ việc không nhận ha. Thì con chị mình còn nếu mà thấy hợp lại con chị cứ thanh toán nha. Đó, tất cả bọn trại là bán bao ship cho anh chị mình 100% hết, không có tốn phí gì hết nha. Đó, lưu ý xe cộ giao đến cho cô anh chị, xe thì tài xế đi giao đến cho anh chị, mà tới mà có mà xin tiền cả nước nâu gì đó thì cô anh chị đó cứ sẵn sàng là không, nói chung thương tình thì cho, còn không ấy thì không có mà cà phê pháo gì hết nha. Cái đó là ngoài lệ, cái đó là bên trại bên em không có muốn. Vừa qua thì cũng có một anh chị đóng góp ý kiến phàn nàn, cũng như là tài xế tới mà nói dạng kiểu mà xin tiền nước á, thì cái đó là thật sự bên trại em không biết. Cái đó là hoàn toàn em đã báo cho con chị là bao xe cộ tới nhà con chị 100%, cô chị không có tốn đồng nào hết nha. Em nhắc lại nha. Đó, chứ còn cái mấy cái mọi chuyện đó em thật sự em không biết, thì mong cô anh chị mình rút kinh nghiệm với bỏ qua ha. Đó ha, thì em sẽ nghiên cứu tìm hiểu là cái vấn đề đó. Xe thì 2-3 xe giao lần cô anh chị, em không biết tài xế nào, em đang điều tra nghiên cứu ha, để em chỉnh là chút xíu ha. Đó, làm vậy là không được, là mất cái uy tín của em ha. Rồi ha, thì bữa nay cũng khá là dài, clip cũng rất là dài của anh chị, cả 20 phút hai mấy phút rồi đó. Rồi ha, thì em cũng cảm ơn của anh chị đã bỏ nhiều thời gian thương tình ủng hộ ha. Em trong thời gian qua cô anh chị thấy hay mà cho em một like, một đăng ký nha. Rồi em cảm ơn anh chị rất nhiều, và hẹn cô chú anh chị clip ngày mới tiếp tục nha. Đó, bữa nay tổng hợp cái lô bò dữ dội luôn cả nhà, bò vip đúng không nha. Rồi cảm ơn cô anh chị, bye bye và hẹn gặp lại nha.